Quý vị và các bạn thân mến, an toàn giao thông tại cổng trường học không chỉ là mối quan tâm của nhà trường, phụ huynh mà còn là bài toán khó của các cấp, các ngành. Mới đây, trong hội thi khoa học kỹ thuật dành cho bậc trung học cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ tổ chức, đã có một đề tài về lĩnh vực cơ khí do hai học sinh ở trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong với chủ đề đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh nơi cổng trường học có tầm nhìn hạn chế, sử dụng hệ thống đèn cảm biến giúp đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường, đạt giải 3 bởi sự sáng tạo và tính ứng dụng cao. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nằm ngay cạnh trụ sở Ủy ban Nhân dân xã với đường lên dốc rất cao. Tầm nhìn bị hạn chế không chỉ là nỗi lo về sự mất an toàn khi đến trường của học sinh, phụ huynh mà còn là của những người dân xung quanh. Đường lên trường rất là dốc nên chúng em hơi sợ, hơi mệt. Còn khi xuống thì bọn em hơi lo lắng vì cổng trường bị khuất tầm nhìn nên sợ bị va chạm giao thông. Cái tuyến đường này là tuyến đường liên huyện, là lên cho huyện Trạm Tấu. Cho nên mà cái đường này là cũng ngay có phía đằng sau tôi có cổng trường, có cổng lên Ủy ban dân xã. Đấy, bà con đi làm về và các cháu cũng lúc bây giờ là hay ra đường, mà hơn nữa là nhất vào những giờ tan học. Nên lúc bây giờ mật độ coi như là lưu thông coi như là xe cộ rất cao, nên hay luôn xảy ra tai nạn ở khu vực này. Trước những nguy cơ mất an toàn giao thông do cổng trường có tầm nhìn hạn chế, hai học sinh lớp 8A trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị xã Nghĩa Lộ là Hoàng Thị Yến Nhi và Hoàng Quốc Thái đã nghiên cứu vận dụng các kiến thức đã học dưới sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nhà trường, nghiên cứu chế tạo bộ đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh. Đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh của nhóm thực hiện dự án chúng em hoạt động theo nguyên lý cảm biến chuyển động. Nguyên liệu để chế tạo ra thiết bị này rất dễ tìm. Nguyên tắc đầu nối dây cũng rất là đơn giản. Và chúng em còn được các thầy cô tận hướng dẫn tận tình, chu đáo để chúng em có thể hoàn thành được dự án này. Bằng giải pháp nghiên cứu, thiết kế đèn theo nguyên lý hoạt động là sử dụng công nghệ cảm biến chuyển động, cảm biến hồng ngoại. Thiết bị điện sẽ tự động bật khi người tham gia giao thông đi qua để giúp cảnh báo đang có người tham gia giao thông ở tuyến đường ngược chiều hoặc nơi có tầm nhìn bị che khuất và tiết kiệm được chi phí sử dụng điện. Hệ thống đèn gồm 3 hộp bóng đèn, một mắt cảm biến được bố trí một đèn trên dốc cổng trường trước khi đi xuống, hòa vào đường giao thông chính. Hai đèn ở hai bên đường cổng trường, cách cổng trường 15m, và mắt cảm biến ở khu vực cổng trường có thể cảm nhận được chuyển động khi có người ra vào khu vực ảnh hưởng. Qua thử nghiệm, hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh đã đem lại hiệu quả tích cực. Em thấy rất là thích ạ. Vì khi em đi xuống, bóng đèn sẽ nhấp nháy thành màu vàng. Em chủ động lắp xe xuống và đi chậm. Sau khi lắp đèn giao thông thông minh thì chúng mình cảm thấy an toàn hơn lúc trước. Vì khi có phương tiện đang tham gia giao thông trên đường thì đèn sẽ phát sáng để chúng mình nhận biết là có người đang tham gia trên đường và sẽ dắt xe xuống để cho an toàn. Với nhiều ưu điểm vượt trội như giá thành rẻ, việc lắp đặt đơn giản, mọi cơ chế hoạt động bật tắt đèn đều được tích hợp trên đèn và đuôi đèn, hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo giao thông thông minh của hai bạn học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong rất phù hợp với những cơ quan đơn vị hay cổng trường học và những vùng nông thôn, kể cả các hộ gia đình nơi có tầm nhìn hạn chế thuận tiện hơn, an toàn hơn khi tham gia giao thông. Và các em cũng mong muốn sản phẩm này sẽ được áp dụng rộng rãi trong đời sống, góp phần vào sự an toàn cho mỗi học sinh, mỗi người dân khi tham gia giao thông.